Quý vị đang theo dõi những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine cũng như thông tin quốc tế nổi bật có trong ngày 18 tháng 4 năm 2024 của The Saigon Post. Cập nhật đòn tấn công táo bạo của Ukraine vào Crimea, mưa ATACMS sang bằng sân bay quân sự Nga. Hình ảnh mới nhất công bố cho thấy ít nhất 3 xe bệ phóng S-400 Nga bị phá hủy tại Dzhankoi. Theo một báo cáo mới, có tới 30 quân nhân Nga có thể đã thiệt mạng và 80 người khác bị thương sau khi xuất hiện những thước phim kịch tính cho thấy vụ nổ tại một căn cứ quân sự của Nga ở phía bắc Crimea trong đêm. Trong một diễn biến khác ở Ukraine, các quan chức địa phương cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc không kích dữ dội của Nga vào thành phố Chernihiv ngày 17 tháng 4. Một chiến công đẹp mắt khác của lực lượng phòng vệ, các máy bay không người lái được cho là của Ukraine đã tấn công nhà máy máy bay Kazan-Gorbunov ở Tatarstan, nơi sản xuất và sửa chữa máy bay quân sự, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-22M và Tu-160M. Chuyển tiếp từ chiến sự Nga-Ukraine sang giao tranh ở Trung Đông sẽ là một diễn biến liên quan đến Hoa Kỳ. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 17 tháng 4 tuyên bố đang kiên trì với kế hoạch đưa một loạt dự luật viện trợ ra Hạ viện, bao gồm dự luật cho Ukraine và Israel. Ngoại trưởng Anh Cameron cho biết Israel đã quyết định trả đũa Iran vì vụ tập kích cuối tuần trước, trong khi Thủ tướng Sunak lo ngại nguy cơ leo thang lớn. Cuối cùng là hôm 17 tháng 4, các cuộc giao tranh qua biên giới đã gia tăng ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Molifan kính chào toàn thể quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức. Mời quý vị cùng Molifan tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua ngay sau đây. Thưa quý vị, như The Saigon Post đã đề cập trong các bản tin trước đó, thì vào rạng sáng hôm qua, Crimea đã bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ và sau đó chìm trong nhiều đám cháy lớn. Hình ảnh mới công bố cho thấy địa điểm xảy ra các vụ nổ và ít nhất 3 xe bệ phóng S-400 Nga bị phá hủy tại sân bay Dzhankoi trên bán đảo Crimea. Tài khoản ZSU War ủng hộ quân đội Ukraine trên Telegram nói rằng cuộc tập kích diễn ra theo hai đợt. Mở đầu là đòn đánh nhằm vào trận địa hỏa tiễn phòng không S-400, phá hủy 3 xe chở đạn kim bệ phóng và 1 radar. Đợt tấn công thứ hai nhằm vào cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tại sân bay, nhưng không rõ mức độ thiệt hại. Natalia Humenov, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam quân đội Ukraine tuyên bố sân bay Dzhankoi là mục tiêu hợp pháp nhưng không nêu chi tiết về cuộc tấn công. Nga thường xuyên di chuyển khí tài giữa các khu vực để đối phó nguy cơ tập kích, nhưng không phải lần nào cũng thành công, bà nói. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội sau đó cho thấy ít nhất 3 xe chở đạn kim bệ phóng bị phá hủy. Ribar, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu người theo dõi trên Telegram nói rằng Ukraine đã sử dụng hơn 10 hỏa tiễn đạn đạo ATACMS trong đòn tập kích. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Sân bay Dzhankoi nằm cách tiền tuyến hơn 140 km, là sân bay quân sự và là đầu mối hậu cần quan trọng của Nga trên bán đảo Crimea. Dữ liệu nguồn mở cho thấy ít nhất 12 trực thăng vũ trang K-52 và Mi-28 cùng 4 cường kích Su-25 triển khai ở căn cứ này hồi tháng trước. Tuy nhiên, chưa rõ có phi cơ nào bị hư hại trong đòn tập kích ngày 17 tháng 4 hay không, do có thông tin Nga đã di chuyển các trực thăng từ Dzhankoi đến sân bay Kirovsky ở phía đông Crimea trước đó. Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân Ý phi Pháp bị Ukraine và phương Tây phản đối. Kyiv từng nhiều lần khẳng định sẽ giành lại bán đảo với dân số khoảng 2,5 triệu người. Crimea thường xuyên bị tập kích sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát tháng 2 năm 2022. Thiếu tướng Vadim Skibitsky, Cục Phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUA) ngày 3 tháng 4 thừa nhận nước này hiện không thể chiếm ưu thế trên chiến trường do thiếu nghiêm trọng đạn dược và tiêm kích, còn Nga chiếm ưu thế về hỏa lực và nhân sự. Tướng Skibitsky nói Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài tập kích mục tiêu nằm sâu trong hậu phương Nga như hạ tầng quân sự, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cơ sở chế tạo vũ khí và đạn dược. Ông cho hay Ukraine đang dùng mô hình tiêu chuẩn của NATO, trong đó lựa chọn cẩn thận và tập kích mục tiêu giá trị cao để đạt kết quả vượt trội. Theo một báo cáo mới, có tới 30 quân nhân Nga có thể đã thiệt mạng và 80 người khác bị thương sau khi xuất hiện những thước phim kịch tính cho thấy vụ nổ tại một căn cứ quân sự của Nga ở phía bắc Crimea trong đêm. Khoảng 30 quân nhân Nga đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương tại sân bay ở Dzhankoi, kênh Telegram có trụ sở tại Crimea có tên Kremlin-Win đưa tin hôm thứ Tư. Kremlin-Win là một nhóm giám sát thân Ukraine tập trung vào Crimea và thường cung cấp thông tin đáng tin cậy. Natalia Humenov, người phát ngôn của lực lượng miền Nam Ukraine hôm thứ Tư, đã mô tả Dzhankoi là mục tiêu quân sự hợp pháp nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đoạn phim được các nguồn tin Nga và Ukraine lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào sáng sớm thứ Tư, cho thấy những tia sáng và tiếng nổ rực rỡ, phía sau là tiếng còi báo động. Dữ liệu từ hệ thống quản lý tài nguyên thông tin hỏa hoạn của NASA, nơi theo dõi các đám cháy trên khắp thế giới, cho thấy 6 đám cháy ngay bên ngoài Dzhankoi chỉ sau một đêm. Một số kênh Telegram đưa tin về một loạt vụ nổ bắt đầu ngay trước 4 giờ sáng giờ địa phương và cho biết con đường gần đó đã bị đóng cửa. Dzhankoi, phía nam đường giao nhau từ Crimea vào vùng Kherson sáp nhập của Ukraine, là một trung tâm quân sự lớn. Là nơi có một trong những sân bay lớn nhất của Nga ở Crimea, đây là nơi then chốt để duy trì lực lượng Nga trên đất liền. Hình ảnh vệ tinh trước đây được chụp ở Dzhankoi cho thấy Nga có một số máy bay trực thăng và hệ thống phòng không tiên tiến tại địa điểm này. Đầu tháng này, các đảng phái thân Ukraine hoạt động ở Crimea cho biết họ đã phát hiện ra sự xây dựng các hệ thống phòng không trên bán đảo, bao gồm cả ở Dzhankoi. Nhóm ATACMS cho biết các hệ thống hỏa tiễn phòng không bổ sung xung quanh sân bay Dzhankoi không được ngụy trang dưới bất kỳ hình thức nào. Ukraine trước đó đã tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân của Nga ở Crimea. Đầu năm nay, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn vào sân bay Belbek gần thành phố cảng Sevastopol ở rìa phía tây Crimea. Vào tháng 8 năm 2022, một chuỗi vụ nổ tại căn cứ không quân Shaki ở phía tây Crimea đã làm hư hại nhiều máy bay chiến đấu của Nga tại địa điểm này. Trong một diễn biến khác, thưa quý vị, ở Ukraine, các quan chức địa phương cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc không kích dữ dội của Nga vào thành phố Chernihiv ngày 17 tháng 4. Có 8 người thiệt mạng và 18 người bị thương do vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào Chernihiv. Có một cuộc tấn công trực tiếp vào một tòa nhà cơ sở hạ tầng dân sự. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục. Thị trưởng thành phố Chernihiv Oleksandr Lomako cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Ông Vyacheslav Chauls, thống đốc vùng Chernihiv, cho biết cuộc tấn công của lực lượng Nga diễn ra sau khi cảnh báo không kích được ban bố vào lúc 8:50 theo giờ địa phương ngày 17 tháng 4. Thành phố Chernihiv, cách Kyiv khoảng 145 km về phía bắc, đã bị tấn công nhiều lần kể từ khi xe tăng Nga tràn vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus gần đó vào tháng 2 năm 2022. Nga đã tăng cường mạnh mẽ các cuộc không kích vào Ukraine trong bối cảnh lực lượng của Kyiv cạn kiệt hệ thống phòng không và đạn dược vì thiếu viện trợ của Mỹ. Đến với một chiến công đẹp mắt khác của lực lượng phòng vệ, thưa quý vị, các máy bay không người lái được cho là của Ukraine đã tấn công nhà máy máy bay Kazan-Gorbunov ở Tatarstan, nơi sản xuất và sửa chữa máy bay quân sự, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-22M và Tu-160M. Hoạt động này được thực hiện bởi Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, các nguồn tin trong cơ quan tình báo nói với RBC Ukraine. Theo họ, nhà máy bị tấn công vào khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 4. Cùng lúc đó, kênh điện tín địa phương Kazan at Maximum Speed đưa tin rằng còi báo động đã được bật tại doanh nghiệp và các công nhân đang được di tản. Các biện pháp tương tự cũng được thực hiện tại nhà máy trực thăng Kazan. Nguồn tin Business Online cho biết các nhân viên của KAZ và KVZ đã được đưa đến một hầm tránh bom, nơi họ ở đó khoảng 1 giờ rồi quay trở lại làm việc. Ngoài ra, do mối đe dọa trên không, công việc tạm thời bị đình chỉ và nhân viên đã được di tản tại đặc khu kinh tế Alabuga. Điều tương tự cũng xảy ra tại các nhà máy lọc dầu của các công ty Tanesco và Siber. Đồng thời, các sân bay Kazan, Nizhnekamsk và Nizhny Novgorod tạm thời đóng cửa, không tiếp nhận và khởi hành máy bay. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang cho biết các hạn chế được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn. Theo kênh Telegram 112, nguyên nhân là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Lúc 11 giờ 20, Bộ Quốc phòng báo cáo về việc máy bay không người lái bị phá hủy trên Tatarstan. Đến trưa, các hạn chế tại sân bay đã được dỡ bỏ. Dịch vụ báo chí của nhà máy máy bay Gorbunov xác nhận với Tata Inform rằng họ đã thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho nhân viên trước mối đe dọa, nhưng không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào. Họ lưu ý rằng sau khi tình hình trở lại bình thường, tất cả nhân viên đã trở lại nhiệm vụ của mình và nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên khu vực cách xa tiền tuyến này của Nga bị tấn công. Trước đó, máy bay không người lái của Ukraine bay tới Tatarstan và tấn công các doanh nghiệp công nghiệp vào ngày 2 tháng 4. Tại Yelabuga, cơ sở sản xuất máy bay không người lái Shahed của Iran bị tấn công. Tại Nizhnekamsk, nhà máy lọc dầu Tanev bị tấn công, ít nhất 14 người bị thương. Tatarstan nằm cách biên giới với Ukraine 1.200 km. Trước đó, tại Kyiv, họ đã công bố chế tạo máy bay không người lái có tầm bay hơn 1.000 km. Chuyển tiếp từ chiến sự Nga-Ukraine sang giao tranh ở Trung Đông sẽ là một diễn biến liên quan đến Hoa Kỳ. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 17 tháng 4 tuyên bố đang kiên trì với kế hoạch đưa một loạt dự luật viện trợ ra Hạ viện, bao gồm dự luật cho Ukraine và Israel. Theo ông Mike Johnson, các nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu về dự luật viện trợ vào thứ Bảy tuần này. Đã hơn 2 tháng kể từ khi Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la, trong đó bao gồm 14 tỷ đô la cho Israel và 60 tỷ đô la cho Ukraine. Bất chấp sự phản đối của những người bảo thủ về việc hỗ trợ Ukraine, ông Johnson cho biết hồi đầu tuần rằng ông sẽ thúc đẩy việc đưa gói viện trợ lên Hạ viện, sau đó tổ chức bỏ phiếu riêng về đề xuất viện trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan, cũng như một số tổ chức nước ngoài. Sau những phản hồi và thảo luận quan trọng của các thành viên, Ủy ban Hạ viện sẽ sớm đăng tải nội dung của 3 dự luật sẽ tài trợ cho các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh ở Israel, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Ukraine, bao gồm cơ cấu cho vay viện trợ và chiến lược nâng cao, trách nhiệm giải trình, ông Johnson viết. Gần đây, ông đã bày tỏ ủng hộ việc gửi thêm tiền tới Kyiv nếu đó là khoản vay chứ không phải là một khoản trợ cấp. Tuần này, áp lực gia tăng với Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel, cuộc tấn công mà Israel tuyên bố đã bị chặn lại với sự giúp đỡ từ Mỹ. Chủ tịch Hạ viện trước đây, ông Kevin McCarthy từ California đã bị các đảng viên Cộng hòa lật đổ khỏi vị trí vì bị cáo buộc có hành vi ngầm thỏa thuận với các đảng viên đảng Dân Chủ về Ukraine. Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện trước đây đã từ chối ủng hộ dự luật viện trợ nước ngoài được Tổng thống Biden công bố vào tháng 10 năm 2023, trong đó bao gồm khoản hỗ trợ trị giá 61 tỷ đô la cho Ukraine. Đạo luật này bị đình trệ trong nhiều tháng vì đảng Cộng hòa đang cố gắng buộc Tòa Bạch Ốc trấn áp dòng người di cư bất hợp pháp qua biên giới với Mexico. Sự chậm trễ trong việc phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức khác ở Kyiv lo lắng, đồng thời đổ lỗi cho tổn thất ngày càng tăng trên chiến trường là do tình trạng thiếu đạn dược và phòng không vốn do các nước đồng minh viện trợ. Đến với mặt trận Trung Đông không kém phần nóng bỏng, Ngoại trưởng Anh Cameron cho biết Israel đã quyết định trả đũa Iran vì vụ tập kích cuối tuần trước, trong khi Thủ tướng Sunak lo ngại nguy cơ leo thang lớn. Rõ ràng người Israel đã quyết định hành động. Chúng tôi hy vọng họ sẽ làm theo cách ít leo thang căng thẳng nhất có thể, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với phóng viên hôm nay khi đang thăm Israel. Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước đó điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh bước leo thang lớn sẽ không mang lại lợi ích cho ai và chỉ làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông. Đây là lúc những cái đầu nguội thắng thế, ông Sunak nói. Trang tin Jerusalem Post của Israel cùng ngày dẫn nhiều nguồn tin cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF đã chốt cách đáp trả Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm, song chưa quyết định thời điểm. Tuy nhiên, trang tin nhấn mạnh quyết định này cho thấy mức độ nghiêm trọng và quyết tâm của giới lãnh đạo Israel trong phản ứng với vụ tập kích của Iran. Tư lệnh IDF Herzi Halevi trong chuyến thăm tiểu đoàn 136 ám chỉ chiến dịch đáp trả không diễn ra ngay lập tức. Ông nói Bộ Chỉ huy của IDF muốn người dân trải qua tuần lễ quá hải một cách bình thường. Tuần lễ này dự kiến kết thúc vào ngày 30 tháng 4. Giới quan sát suy đoán các phương án tấn công của Israel có thể gồm tập kích cơ sở hạt nhân, cơ sở hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái của Iran hoặc trừng phạt quan chức lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ở nước ngoài. Ngoài ra, họ cũng không loại trừ khả năng Israel kết hợp thêm các cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào Iran. Mỹ và các chính phủ phương Tây thông báo sẽ tung loạt lệnh trừng phạt Iran mới, hy vọng thuyết phục Israel hạn chế phạm vi và quy mô đáp trả. Họ lo ngại những đòn đáp trả quyết liệt giữa hai bên có thể dẫn tới cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực. Ngoại trưởng Cameron hôm nay cho biết Anh muốn nhóm G7 sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt phối hợp đối với Iran trong cuộc họp tuần này tại Italy. Họ cần G7 đưa ra thông điệp rõ ràng, ông Cameron nói, đề cập tới Israel. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 16 tháng 4 cho biết Washington đang lên kế hoạch áp trừng phạt với chương trình hỏa tiễn và UAV của Iran trong những ngày tới, đồng thời hy vọng các đồng minh có động thái tương tự. Lực lượng Iran tối 13 tháng 4 phóng hơn 300 hỏa tiễn UAV về phía lãnh thổ Israel, tuyên bố để đáp trả vụ tập kích đại sứ quán nước này ở Damascus, Syria hồi đầu tháng. Đây là cuộc tấn công trực diện đầu tiên của Iran vào Israel sau nhiều năm đối đầu căng thẳng. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi hôm nay cảnh báo nước này sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Israel quyết định đáp trả. Tư lệnh không quân Iran Hamid Vahedi tuyên bố lực lượng máy bay quân sự của nước này đang trong trạng thái sẵn sàng tốt nhất. Trong một diễn biến liên quan, ngày 17 tháng 4, các cuộc giao tranh qua biên giới đã gia tăng ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết 14 quân nhân cùng 4 dân thường đã bị thương trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ của Hezbollah vào một trung tâm dân cư gần thị trấn Ả Rập Al-Aramshi, giáp biên giới Liban. Trong số các quân nhân bị thương có 5 trường hợp nguy kịch. Đây là một trong những cuộc tấn công gây tổn thất nghiêm trọng nhất của Hezbollah vào Israel trong năm 2024. Trước cuộc tập kích này, Hezbollah cũng bắn nhiều quả hỏa tiễn vào căn cứ Piranit ở phía bắc Israel nhưng không gây thương vong. Hezbollah tuyên bố các cuộc tấn công hôm qua là nhằm đáp trả cuộc không kích một ngày trước đó của quân đội Israel vào miền nam Liban, khiến hai chỉ huy cấp cao nhóm này thiệt mạng. Quân đội Israel đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công sang Israel. Cuộc oanh tạc mới nhất được tiến hành hồi tối qua với mục tiêu tấn công là một đơn vị phòng không của Hezbollah ở khu vực Babek, nằm cách biên giới Israel khoảng 100 km. Đợt giao tranh qua biên giới kéo dài 6 tháng qua giữa quân đội Israel và Hezbollah đã khiến khoảng 350 người thiệt mạng, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Nhiều nhà phân tích lo ngại lần đối đầu này có nguy cơ bùng phát thành cuộc xung đột toàn diện và đẫm máu tương tự như cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006, khiến hàng ngàn người thương vong. Bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc ở đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Xin kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.